Quay tới công chuyện luôn. Quá trời không? Cái con cá lóc này 365.000 đồng. Cá lóc chiên giòn, cuộn bánh tráng, mắm đêm, rau sống chuối chát. Với lại thế chua. Wow, ở bên đây nữa nè các bạn. Đó. Đúng không? Tới công chuyện nha. Ôi thơm quá trời thơm luôn nhỉ. Cái mùi hành phi á. Chưa. Hey, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 8 giờ tối ngày 2 tháng 1 năm 2022 và mình đang có mặt ở công viên Tao Đàn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Thì cách đây 2 ngày mình có đến quán Hoàng Ti ở số 72 Võ Văn Tần, quận 3 để ăn bánh tráng phơi xương, cuốn bắp bò và mắm nêm rất là ngon. Thì hôm đó mình thấy trong quán có khá nhiều người gọi thêm một món nữa. Đó là món cá lóc chiên xù. Thì hôm nay mình sẽ đến đó để ăn cá lóc chiên xù ha. Và ăn thêm một món nữa, đó là món chè cút bạch và chả nhãn. Rồi chúng ta cùng đi ha. Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo trái vào Lê Quý Đôn, rồi lại quẹo trái vào Võ Văn Tần, đi tới số 72. Đây, mình đã tới nơi ha, Hoàng Ti 72 Võ Văn Tần, quận 3. Rất đông khách. Bây giờ mình sẽ lên lầu nha các bạn. À, lên lầu. Lý do mình lên lầu là bên ngoài họ mở nhạc khá là lớn. Lên lầu cho yên tĩnh. Đây, bên trên. Nem nướng Hoàng Ti, bánh canh chả cá thu. Bên trên cũng đông luôn. Bò luộc, heo luộc, cuốn rau rừng. Nhớ tới bắp bò. Đây các bạn, chính xác nha. Món cá lóc hấp hoặc là cá lóc chiên xù. Con nhỏ là 255, con lớn là 365.000 đồng. Cá lóc hấp con nhỏ là 250 mà cá lóc hấp con lớn là 365. Rồi, nói chung là hấp hoặc chiên xù đều như vậy. Bò nhúng giấm 185 là một người ăn, mà hai người ăn là 209. Vậy lấy cá lóc chiên xù chắc con nhỏ quá. Ăn thử đi nha, ăn để thử chứ đây. Như vậy là lấy một con cá lóc chiên xù loại lớn 365.000 đồng với lại một cái chè khúc bạch nhãn. Rồi chè khúc bạch nhãn cho lên trước đi em. Chè khúc bạch nhãn là 31.000 đồng ha. Hoàng Ti món ăn là phải ghiền. Số điện thoại 0839305210. Nói chung là giá hơi cao chút xíu các bạn ha. Như bữa mình ăn bắp bò đó. Ở đây đầu tiên họ mang đến đây là cái phần rau trước rồi. Đó, như hôm bữa rau rất là nhiều. Giờ bánh tráng. Rồi, dưa leo giá. Đồ chua, củ kiệu, mắm nêm. Rồi, khế, chuối chát. Ủa cái kia là cái gì vậy? Nào, bún. Rồi, bún. Em sợ nó khô. Ok, đẩy lại đúng rồi đó. Và đây là phần chè cút bạch mở ra. Đó, 31.000 đồng. Để chụp cái hình đã rồi ăn. Này mình thử thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bút lên ha. Đây, phía dưới là cút bạch, ở trên là hành nhân. Để coi nhãn được bao nhiêu. Một cái, hai cái, ba trái nhãn. Ba trái nhãn, chính xác là ba trái nhãn. Cá lóc chiên, chiên xù sẽ phải đợi 20 phút. Bây giờ mình sẽ ăn chè trước. Ăn chè cút bạch để xem như thế nào nha. Giờ thấy đẹp hơn nè. Nó hiện lên được cái nhãn, hồi nãy nó không thấy. Để nguyên, chụp hình lại. Ok. Rồi, mình đã ăn cái phần chè cút bạch các bạn. Thì cái phần nước trong cái chè cút bạch này sẽ ngọt đậm.
Phần khúc bạch đó ăn nó dai dai sực sực và thơm nhẹ, béo nhẹ. Phần hạnh nhân rất là thơm. Riêng cái phần trái nhãn á, thì cái củ nó dày và ngọt đậm. Ở đây không biết có phải là do cái phần nước của khúc bạch nó thấm vào trong trái nhãn hay không, nhưng mà cảm giác là cái phần trái nhãn nó ngọt đậm. Cơ bản là cái chén này mình ăn thấy ngon. Nó hơi ngọt chút xíu, hơi đậm chút xíu. Cái độ đậm ngọt của nó dày hơn, nó dùng nó cứng cáp hơn bên Kỳ Đồng. Đúng rồi, chè Kỳ Đồng nó sẽ mềm hơn. Nhưng mà vị bên chè Kỳ Đồng nó sẽ là nó lạc hơn. Nó lạc hơn, nói chung lạc là hơn. Theo kiểu như kiểu ăn chè vừa phải. Còn ở đây cái vị nó sẽ đậm hơn. Nó ngọt đậm. Nhưng ở đây là ngọt đậm. Đến nỗi mà dính họng. Không đến nỗi. Đúng rồi, với hai là không bị cắt, không bị cắt cổ họng. Không dính họng. Nó vẫn là ngọt trong cái vị thơm thơm gì đó. Ok. Cái nước. Rồi, cá lên đây. Đừng mở nhạc nha. Đây, wow. Còn cá bà. Còn cá hấp 75 nè. Trời ơi. Tôi đã quá vậy. Xem một dòng. Wow. Đó các bạn. Trời ơi, chiên kìa. Tới cùng chuyện luôn. Để mình chụp hình cái nha. Tới cùng chuyện luôn. Rồi thôi ăn thôi. Sống chưa? Chụp sống chưa? Nhìn con cá đẹp quá hoài luôn. Đây đặc biệt nhất chính là cái hành phi với lại cái đậu phộng nè. Rồi bây giờ ai xẻ nó ra? Mắm nêm thì như bữa mình đã nhận xét ha, ở đây là mắm nêm thơm đậm nà, nghiêng chút xíu về vị ngọt hơn. À. Này nhắc đổ. Đổ xuống. Trời ơi, thấy nè. Ớt. Như là một cái rừng vậy đó. Trời ơi, quá trời. Ăn này mình cho ôi, uống cho nhiều lắm nha. Thôi này kẹt đã luôn quá trời. Nghe cứ rớp, nghe rớp, nghe rớp, nghe rớp, nghe rớp, nghe rớp. Nghe nè. Có gì đâu, con cá thôi. Ở trong môi tử ra luôn, thấy xương ở trong nè. Nè, nghe nè. Rồi, nghe nè. Hơi công chuyện luôn. Ôi da, trời. Trời ơi. Chảy nước miếng. Bóc khói luôn. Khoái, chạy nước miếng. Rồi cuốn đi. Ai cuốn? Đây, bánh tráng phơi xương. Cuốn đi. Rồi, ăn không thử cái phần cá coi như thế nào. Ở đây là cá lóc nuôi nha, chứ không phải là cá lóc độc nha các bạn. Đó. Rồi, thử coi. Rồi, coi thế nào. Cá còn nóng luôn, nè đang bốc khói luôn nè. Ok, quan trọng là cảm nhận kìa. Mềm. Tại mình không biết gì, họ chỉ chiên xù thôi. Ok. Thế là ngon bốc lên người ta chiên xù. Ok. Nhưng không bị tanh ha. Không bị tanh. Rồi ăn thử lên cái phần cái gì đó. Ba cái hành phi với cái kia coi. Hành phi với đậu phộng thôi. Ăn riêng thôi để tách ra như thế nào. Trời nghe mùi hành phi thơm quá luôn á. Thơm đúng là ngon luôn, nó thơm bay cả cái nhà. Không có bị quá lửa luôn. Không có bị đắng không? Hành phi không bị tức đắng. Tức là hành phi không bị đắng, nhưng cái phần cá nó giòn dữ đúng không? Đúng rồi. Hành phi không bị đắng. Có bị khô không? Không luôn. Cá không khô. Cá không khô, ok. Rồi bây giờ tới mình thử nè. Cái này là cái hai cá bóc lên nó thiếu cái độ giòn. Nó hơi có ở trên mặt hết thì giòn, trên dưới giòn. Còn ở dưới là nó hơi bị hơi ẩm rồi. Ok. Thì nó bớt giòn. Rồi, tới mình thử. Mình trước khi tới mình thử để nó cuốn nè. Cuốn đi quý vị ơi. Cuốn đi quý vị. Bạn nào thích ăn đồ cuốn thì qua đây. Quý vị. Hôm bữa có ấp bò cuộn bánh tráng vàng như nó mắm niềm ngon. Đây đây, cái rau nè. Nha, nghe đã bắt đó nha. Đây, salad tí tô, rau hẹ. Rồi các loại rau rừng như là lá cóc. Rồi có lá, có vị chát chát, lá he. Kế. Đặc biệt cái đây là cái phần củ kiểu rất là ngon và cái phần đồ chua ăn rất là đã nè, giòn cọp cọp cọp, chua chua ngọt ngọt. Cái đây là đồ chua. Cái đồ chua đặc sắc, ngon. Nhân lên. Ê, bún bên đây nè. Đủ lá.
Rồi ăn thử coi, vô hợp không? Mấy lần đúng kiểu. Thôi nghe mùi vô. Cái mùi của hàng mình thì thơm quá trời thơm. Tới cũng chịu luôn. Đánh miếng ngon à? Ngon quá. Tôi quên bún rồi. Bún còn bún nữa. Đừng nói gấp, đừng nói gấp. Nãy giờ tao quay hình không á, tao quay hình không á, tao chưa ăn được miếng nào đó, hai đứa bay ăn không á. Tao quay hình hai đứa bay ăn, hai bay ăn tao cứ công chuyện hoài, tới công chuyện của tao. Tao đang đợi đó. Tao thấy tay mày làm lâu quá đó. Rồi ăn xong cái cảm nhận là khi mà cái cá vô trong cái lớp bánh tráng thấy thế nào? Hộp á. Mềm. Có nghĩa là cái cá này nó sẽ không có ngọt thịt đúng không? Tại vì họ không ướp gia vị. Không ướp gia vị. Cái này nó ngọt heo ngọt của cái thịt cá không có độ ngọt chứ ngọt mà nó là ngọt lạc thôi. Ok, mà quan trọng nhất là không bị hôi gọ. Cá nuôi sẽ dễ bị hôi. Anh nhớ không? Do cái cách họ xử lý về độ chiên xù hay là cái hành phi. Giờ là tới quy cuốn. Rồi chụp hình luôn á. Rồi chụp cái hình đó đi. Chụp cái hình gặp cái cục cổ á. Thấy không? Rồi cuộn đi. Trời ơi lâu quá. Nãy giờ tao chưa được ăn nè. Cuộn đi. Ai nó quay phim vui đâu. Trời lâu quá này món này. Ai là câu giờ hoài tao chứ không. Nãy giờ là tới công chuyện luôn rồi. Chảy nước miếng. Nãy giờ tao chưa đuổi được cái độ giòn của nó nữa. Rồi cắm vô coi. Bây giờ em cuốn cái này. Chấm đi mẹ ăn đi. Tại vì tao phải thử riêng của từng phần nó mới làm được cái gì. Cản hoài à. Cản địa, mình là cản địa. Nghe. Nào, tới công chuyện không? Quay cái lá nào chưa? Ăn vô mà vẫn còn chảy nước miếng anh ơi. Ngon quá. Wow, vị này đủ luôn ha. Rồi bây giờ tới mình. Tức quá đi nãy giờ mình chưa. Cái lá nó có vị chát đó nha. Rồi tới mình ăn. Trời ơi, cỡ này chắc mốt kêu hỏi cái quán này còn món gì ngon nữa đem ra hết luôn đi. Rồi mình đã ăn một phần cá và cái phần hành phi. Bây giờ nó là phần hành phi thực sự rất là thơm luôn á, thơm lắm trong khoang miệng, không hề bị đắng, rất là vừa. Riêng cái phần thịt cá thì đúng là nó lạc chút xíu gì đó ngọt ngọt. Ở đây là phần cá nuôi chứ không phải là cá đồng các bạn nha. Không ngọt mà cá tự nhiên. Đúng rồi, nó có một cái điểm chỗ là không bị tanh, không bị hôi mùi cỏ. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà ăn chung với cái cuốn chấm với phần mắm nêm sẽ ngon. Ok, ngon rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái phần cuốn với phần mắm nêm nha. Trước kia đó phải cắn luôn cái phần cá có cái phần đủ giòn này nè. Thôi nhanh tay đi, mình với Quy ăn hết rồi đó. Không được, con cái là chỗ cái hành phi á, nuốt đã thiệt đó nha. Đã. Lấy luôn á. Không, cái phần cá nó giòn á. Ngay cái chỗ cái phần màu cam cam á, nó giòn, nhọn rụm á. Đúng rồi. Cái đó là cái chỗ cháy lửa mà. Đúng rồi. Ngon. Nó thấm dầu chứ. Thực sự bây giờ mà kiếm cá đồng là hơi khó, mà có được cái phần cá nuôi mà ăn ngon vậy là ok rồi. Nữa là không có cảm giác bị khô, như dù sao cũng hơi sạm miệng chút xíu đúng không? Em nghĩ là cá nuôi ở đâu cũng vậy. Nhưng mà quan trọng là cách họ xử lý. Cách bếp. Con cá này cũng vui lâu quá, bận quá rồi. Con này 1 ký mấy? Con này khoảng độ hơn 1 ký mốt vậy, bữa nãy em nói. Ăn thử coi coi làm sao. Mất bảo triệu luôn chứ sao. Đó. Nó đã quá. Thật sự là cho mắm nêm rất ngon. Mắm nêm ngon. Nếu mà nói rồi giờ cá lóc đồng mà nó ngọt thịt mình trời ơi. Cá lóc đồng giờ hiếm lắm, đồng ra. Vẫn là cái mắm nêm ngon các bạn nha, nhưng mà các bạn lưu ý là ở đây sẽ thiên về phần ngọt hơn chút xíu. Đó, ớt rất là cay. Rồi mình ăn tiếp đây, hai đứa này đang nhanh quá trời. Mình mang có 1 cuốn, ăn 3 cuốn. Em mới 2 cuốn, Quy 3 cuốn nha. Mấy cuốn thế này hay à. Hết hàng phi luôn. Để qua để lỡ hoài. Hết nửa con cá của người ta rồi. Cái bể cá nè. Ăn thương nó luôn á. Dạ. Dầu rụm luôn nè.
bẻ lên miếng ăn được luôn á. Ok. Đó. Lạ không? Ừ. Ăn đi. Đây ăn. Ngon. Có cái béo không? Ồ, rốt rốt luôn hả? Ngọt. Ừ. Ai thích ăn dưới giòn giòn á. Ừ. Con ăn láng luôn. Nó không còn bị cứng. Ừ. Đây là cá lóc chiên xuồng. Ở đây mình có cá tê tượng chiên xuồng ngon ha. Cá tê tượng mới đi bún đảo, bún bún cồn, Bến Tre. Cá tê tượng là bên tua bún đảo Bến Tre. Bún cồn. Đó, lòng lưng quy phụng. Ê cái này biết sao không? Thiếu gì biết không? Thiếu mỡ hành đó. Đúng không? À, đúng rồi, mỡ hành. Đúng không? Này phải nhiều mỡ hành, nhưng mà ở đây nó sử dụng hành phi rồi. Nhắc mỡ hành. Ừ. Dùng cái tay á, mình bóc cái phần này ăn là nó béo đã gì đâu á. Ngay cái phần quay quay em dùng tay em bóp gãy cái phần không ở dưới đây nè. Chỗ đó, đó đó đúng rồi đó đó. Ờ cái đó bảo bóp ăn đã lắm, ngon, ăn thử coi. Dồn rụm không? Dạy nó dồn hả? Ừ. Cái vậy á. Nói chung cả này nãy giờ em ăn em chưa bỏ gì á. Cái bay nó ăn cũng được. Dồn. Anh không ăn cái bay đó, do nó hơi cứng. Cái đầu đó làm gì ăn, cái đầu đó bỏ thôi. Bút luôn. Để coi là các bạn ăn tới cuối cùng coi bỏ cái gì nha. Bỏ cái gì? Mắm sao, nước mắm sao? Chắc nước mắm không mặn, không bị mặn, ngọt ngon vừa đủ. Những ai mà không ăn được mắm thì có thể chấm nước mắm. Ok, okay. Luôn. Ok luôn. Rồi để thử coi bữa chưa thử nước mắm. Mắm ok luôn. Nước mắm cũng ngon nhưng cũng sẽ là thiên về vị ngọt chút xíu, nhưng thực sự là cái nước mắm này họ làm ngon đó các bạn. Ở đây sao bữa nay không có chai nước mắm vậy ta? Không, nước mắm ngon. Ý là bạn nào thích ăn mặn mặn nó sẽ thêm một xíu nước mắm vô. Ước gì phải chi nó có cá tê tượng chiên xù. Rồi ăn tiếp ăn tiếp, hai đứa kia ăn nhanh quá. Bỏ từ Bến Tre đem vô lên. Ừ. Ngon thơm quá. Đây là một cái lớp da chứ cái lớp ngoài là dãy. Ồ họ sắc sao cho mình luôn rồi ha. Ừ. Có tách thịt da đứa da nữa. Ừ. Đó. Cơ bản các bạn, bạn nào thích ăn bắp bò thì gọi bắp bò, bạn nào thích ăn cái kiểu gọi là cá lóc chiên xù thì ăn chiên xù. À, bản thân mình thì mình nghiêng về chút xíu thời gian với bắp bò, bởi mình biết là bắp bò nó sẽ thơm hơn, nó mềm mượt hơn. À, còn cái phần này nó sẽ gọi là theo kiểu dạng dào hoặc dọn dọn béo béo và thơm thơm hành phi. Nhưng mà hơi khô hơn xíu. Ờ nó khô hơn chút xíu, thằng kia là mỡ màng hơn, ướt át hơn. Tùy người thích ăn nào anh. Mời. Người thích cá rồi bắp bò. Ừ. Nói chung là nên thử cái thứ hai rồi sau đó mình sẽ chọn ha. Cái dạng á, nó cho nó giòn, ở dưới nó giòn. Cái dạng không? Ừ. Hết giòn. Nãy giờ lâu luôn. Tới luôn. Rồi các bạn. Tới luôn rồi đó. Thấy hai cái hàng trương bên đây nè. Ừ. Ta lóc bẻ khá là tốt. Rồi bẻ luôn đi. Bẻ luôn hả? Ừ. Bẻ luôn. Cái đó ai mà thích mà cắm không? Cầm cái tự. Cầm á. Cạp hai bên nó đã lắm á. Đó, ok. Tôi biết cái lá ơi, quy lấy mình tôi biết cái lá lạ lạ. Đủ hình màu ha. Tôi biết trắng, màu đỏ. Tôi thấy một cam chứ, màu xanh. Lá tito, rồi thêm một xíu ớt nữa. Ôi nãy giờ thì lá cốc không? Đó, lá cốc không? Cho vô. Lá cốc vô. Một hai lá thôi, nhiều quá vậy vậy. Rồi, một hai lá thôi, nhiều quá. Nhiều quá. Còn gì không? Còn cái lá gì mà cộng gì nhau 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 nè, cái này mình ăn. Rồi bây giờ là ba người, không người nào ăn nữa. Người nào ăn cũng hết nổi rồi. Hết nổi mà cái tay hay. Vẫn còn tiếc cái hành phi đúng không? Phải tiếc. Không, có nghĩa là cái con cá này dành cho ba người thanh niên ăn luôn á. Nếu mà cuốn thì bánh tráng rồi rau với lại bún. Thật sự tại đoạn cuối mình không có cuốn đâu mà mình ăn lại mà. Ừ. Không có điểm là tại vì ăn tới gần cuối nó sẽ cảm thấy bị ngán, là bởi vì nó sao nó là món chiên. Và đây tổng số tiền 417.000 đồng ha, cá chiên lớn 365, khăn lạnh 6.000 ba cái, trà đá 15, chè cút bạch 31, tổng số 47, Tân Hoàng Ti 7072 Võ Văn Tần, phường 6 quận 3. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và quán mở phục vụ từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối ha. Các bạn có thể xem lại video cũ mình quay về bánh tráng phơi xương của bắp bò và tô bánh canh chảng bàng thịt heo thơm ngon đậm đà. Mình sẽ đặt cái phần link, phần đường dẫn của video đó trong phần bình luận và mô tả của video này.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.